Mở đầu chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị chỉ trích của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 1 tháng 8 năm 2022 về những thông tin mập mờ trên báo về đảng, về nguồn gốc công an của người cướp tiệm vàng tại Huế. Mời quý vị cùng chia sẻ. Là ai? Công an hay cướp? Cướp hay công an? Là ai? Thế thì cuối cùng cái thằng cướp ấy nó cũng là công an. Hay công an là thằng cướp, vẫn biết quần áo sắc phục, quân hàm quân hiệu đều có thể ra chợ rơi mua được, nhưng khẩu AK thì không dễ. Nhưng tay Robin Hood cố đô có đủ cả. Xài súng rất là thành thạo. Chàng còn thông thạo, hiểu biết kỹ thuật về nhân sự, bộ máy lãnh đạo của công an tỉnh nhà. Lại gần dân nữa, đi cướp không cho mình mà cho người nghèo tung hết vàng ra đường, hô vàng cho người nghèo. Ai nhặt thì nhặt, đúng kiểu Robin Hood. Cứ coi là đầu óc, hành vi chàng có vấn đề không bình thường, nhưng thuộc loại hiếm. Nó cứ gợi cái gì đó khó nói, nhất là trong một xã hội đầy cướp, đầy người nghèo khổ. Chỉ hơi nhầm một tí, giá đừng cướp tiệm vàng, báo chí khi chưa có đủ thông tin chuẩn xác thì tất nhiên phải viết chung chung kiểu mặc trang phục công an. Nhưng nhiệm vụ của cơ quan điều tra là phải công bố chính thức lai lịch của đồng chí cướp. Chả có gì phải giấu. Đến làm tổng thống như Tây Putin mà còn ăn cướp công khai thì nhỡ đồng chí Robin Hood Huế có phút sai lầm chả làm chi phải giấu. Tuy nhiên, Putin làm sao so sánh được với anh Huế này? Sách dép cho ảnh cũng không xứng cứ ẩn ờ giấu thông tin như mèo giấu kích chỉ tổ gây thêm xì xào nhiễu loạn mà cũng buồn cười vụ cầm súng cướp giữa thanh thiên bạch nhật trước mắt bàn dân thiên hạ cũng không thèm chạy trốn thế mà rất nhiều tờ báo cứ viết theo ngôn ngữ của công an gọi là đồng chí cướp gọi đồng chí cướp là nghi phạm báo với chả chí như cái chấm 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 cửa lo như cái cửa lo